Vừa rồi hẳn là các em đã hấp thụ được một chút cái phương pháp tiền đồng phân bằng cách đếm ngón tay của thầy. Thầy nhắc lại một chút trước khi chúng ta sang cái ví dụ tiếp theo nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Và khi làm cái ví dụ đó của thầy vừa rồi thì các em cũng sẽ không ngừng có nhiều bạn đặt ra các cái thắc mắc. Thế thầy mới chỉ tìm một dạng đồng phân. Ví dụ như là thầy mới chỉ hỏi đồng phân este hoặc là đồng phân axit. Thế còn các cái đồng phân khác thì sao? Được chưa? Thì ở cái phần bộ ví dụ này thì sẽ giảng giải rõ cho chúng ta. Và cái phong cách làm cái đồng phân bằng cách đếm ngón tay của thầy không phải chỉ có là như vậy đâu, mà còn tiếp theo bộ đằng sau để mới thú vị này. Được chưa? Ví dụ số 1 đó là chúng ta sẽ tìm cái đồng phân của hợp chất có công thức phân tử là C5H12. Với câu hỏi là C5H12O là có bao nhiêu đồng phân? Được chưa? Khi nhắc đến C5H12O có bao nhiêu đồng phân á, thì trước hết là chúng ta cần phải nhớ lại một chút, đó là khi mà nhắc đến cái thằng mà có dạng là C5H12O thì nó sẽ có hai cái dạng đồng phân chính. Cái dạng đồng phân thứ nhất đó là ancol, dạng đồng phân thứ hai là ete. Sau khi nhớ lại được như vậy chút rồi thì nhớ thôi, một chút nữa thôi, đó là cái dạng tổng quát đồng phân của ancol sẽ có dạng là ROH. Được chưa? Nó có dạng là ROH rồi thì em biến đổi một chút xíu của thầy là C5H12O về dưới dạng là ROH đi, và biến đổi như vậy nó sẽ về dạng là C5H11OH. Nếu mà về được C5H11OH thì có khác gì như cũ không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy là 5 có 8 đồng phân. Vậy suy ra là sẽ có 8 đồng phân ancol này. Được chưa? Tiếp tục nhá, ete này, ete nó hơi nó đặc biệt một chút. Và nếu mà các em nhớ được cái đặc biệt này thì hẳn rằng là từ giờ về sau là tất cả mọi thứ nó cực kỳ dễ dàng. Thử nhá, ete sẽ có dạng tổng quát là ROR', và nó có trục đối xứng, các em để ý nhé, nó có trục đối xứng nhé. Vậy là R và R' là nếu mà trao đổi vị trí cho nhau thì vẫn là 1. Được chưa? Thế tiếp tục này, vậy có nghĩa bây giờ này, bắt đầu này, thầy bây giờ thầy chỉ xét R với R' về số nguyên tử carbon cho đơn giản, là ta có R cộng với R' sẽ bằng mấy nguyên tử carbon nhỉ? Bằng 5. Giờ bài toán chúng ta lại quay trở về bài toán học lớp 1. Nào, 5 thì bằng, như bạn bảo 5 bằng 5 cộng 0. Thế nhưng ete thì cho thầy nói một chút là ete thì là R và R' phải luôn luôn có số nguyên tử carbon là lớn bằng 1. Vậy 5 ở đây là 5 bằng 4 cộng 1. 4 thì ứng với C4 đấy. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4 này, ghi lên trên đầu nó. 1. Một thầy không nhắc. Thế bây giờ chả nhẽ các em lại không đủ thông minh để suy luận cho thầy xem là C1 thì có mấy cách điền. C1 chỉ có một vị trí điền thôi. Vậy 1 chỉ có 1, vậy điền lên trên đầu. Vậy tương tự nhỉ, 5 bằng 2 cộng 3. Vậy 2 thì có mấy? 2 có 2, ghi lên trên đầu. 3 có 2. 2 có 1, xin lỗi, 2 có 1, ghi lên trên đầu. 3 có 2 vị trí để điền lên trên đầu. Thấy chưa? Thế bây giờ thầy điền lên trên đầu để làm gì? Giờ thầy quay trở lại một bài toán xác suất cho các em nhá. Ví dụ quay về chỗ 1 cộng 4 này, 1 có 1 cách điền, 4 có 4 cách điền. Thầy có hai cái thùng. Thùng thứ nhất là đựng 1 viên bi. Thùng thứ hai đựng 4 viên bi. Thầy bỏ cả hai tay của thầy vào cả hai cái thùng và đồng thời thầy phải lấy 1 viên bi ở mỗi thùng. Vậy thùng thứ nhất thầy có 1 cách chọn. Thùng thứ hai thầy có 4 cách chọn. Vậy tổng cộng thầy sẽ có mấy cách chọn nhỉ? 1 nhân 4 bằng 4. Được chưa? Vậy giảng như vậy thôi, chứ còn về mặt bản chất thì các em cũng, nhiều bạn nếu không hiểu được cái này, nếu học quá các em đã xác suất, thì chỉ cần việc lấy cái số mà thầy ghi lên trên đầu đấy nhân với nhau là số đồng phân thôi. Vậy là 1 nhân 4 thì bằng 4 đồng phân này, 1 nhân 2 thì bằng 2 đồng phân này. Vậy tổng số đồng phân ete của C5H12O là có 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân. Nếu mà tính hỏi câu hỏi là hỏi câu hỏi cuối cùng thầy là hỏi là C5H12O có tất cả bao nhiêu đồng phân? Vậy là nó sẽ có bao nhiêu nhỉ? 8 cộng 6 bằng 14 đồng phân. Được chưa? Vừa rồi là thầy vừa hướng dẫn chúng ta một cái ví dụ cực kỳ dễ dàng nhưng mà làm theo cách cực kỳ chậm. Được chưa? Bước 1 các em muốn giải được nhanh thì hãy làm cho thầy là C6H14O có bao nhiêu đồng phân ete. Được chưa? Ete thôi đã, cho nó hiểu thêm một chút và làm đi.
nhá, làm nó tương tự như là sinh năm bắt 12 ô bao nhiêu đồ vân ete thôi, cho nó hiểu sâu hơn và làm chậm chậm theo hướng dẫn của thầy. Nếu bạn nào mà vẫn chưa hiểu hoặc là có gì đó khó hiểu một chút thì mở lại cái chỗ tua lại đoạn vừa rồi một tẹo thôi, xong nghe lại đi, thì thầy khẳng định rằng chắc chắn các em sẽ làm được. Nhớ nha, luôn luôn nhớ trong đầu này, 3, 4, 5, 2, 4, 8, được chưa? Thế còn tiếp theo đây thì thầy sẽ sang một cái ví dụ số 2. Đó là C5H10O có tất cả bao nhiêu đồng phân aldehyde và ceton. Thầy chỉ hỏi aldehyde, ceton thôi nhé. Thế vậy vẫn tương tự như cái cách làm vừa rồi, là nếu đã hỏi là aldehyde và ceton, vậy thì rõ ràng là ta phải quy về công thức tổng quát của aldehyde sẽ có dạng là RCHO. Sau đó ta biến đổi này, RCHO đã biến đổi C5H10 thì dạng RCHO sẽ là C4H9CHO. 4 có mấy nhỉ? 4 có 4, vậy suy ra nó sẽ có 4 đồng phân aldehyde. Được chưa? Ceton này, ceton sẽ có dạng RC này, nối đôi O này, R phải. Và lại để ý thì nó có trục đối xứng đấy. Trục đối xứng nghĩa là sao nhỉ? R và R phải đổi chỗ cho nhau là như nhau. Được chưa? Như nhau nhá. Tiếp tục này, vậy tiếp tục theo như cách bên trên này sẽ có tính số nguyên tử carbon thôi. R cộng R phải thì bằng mấy nhỉ? Bằng 4. Vậy 4 sẽ có các cách là 1 cộng 3, 2 cộng 2. Như bạn hỏi, thế tại sao lại không là 3 cộng 1? Thì vừa nãy thầy giải thích rồi nha. Có trục đối xứng này, nên 1 cộng 3 và 3 cộng 1 giống nhau em ạ. Được chưa? Vậy tiếp tục để làm nhá. Bây giờ đếm ngón tay thôi. 1 thì có 1, điền 1 luôn. 2 thì có 1, 1, bởi vì C2 cũng chỉ có một chỗ vị trí để điền thôi, đúng chưa? 3 nè, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2, được chưa? Nhanh chưa? Và bây giờ cuối cùng ta chỉ việc lấy rất đơn giản, 1 x 2 thì có 2 đồng phân này, 1 x 1 thì có 1 đồng phân. Vậy suy ra tổng C5H10O sẽ có là 4 cộng 2 cộng 1 là tổng cộng có 7 đồng phân aldehyde và ceton. Dễ không? Cực kỳ dễ đúng không? Thế giờ lại tiếp tục đến đồng phân của axit và ester xem như thế nào. Chúng ta sẽ đi theo cái ví dụ đó là C5H10O2 có tất cả bao nhiêu đồng phân có khả năng tác dụng về natri hydroxit. Bài tập thì có nhiều cái biến hóa. Ví dụ như là người ta mà hỏi như chúng ta là tác dụng với natri hydroxit thì có khác nào hỏi là tác dụng với là đồng phân ester, đồng phân axit không? Đúng không? Không khác là mấy. Nhưng mà khi vào ngồi phòng thi ấy, thì nhiều bạn đọc thì như thế này là hoảng rồi. Bỏ thôi chết từ rồi, ta học quên mất, tôi không biết là làm như thế nào. Nên đừng sợ em ạ. Các em đã có cái phương pháp của thầy rồi thì không có gì để kinh sợ gì cả. Chúng ta cứ bình tĩnh từ từ mà tiến thôi, biết xe tăng đức rồi gì. Cứ lừ lừ mà tiến thôi, không kinh thằng nào cả. Đấy chưa? Thế giờ chúng ta quay trở lại nhá. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân là đồng phân tác dụng với hóa hoạt, hay nói khác là cách hỏi là có bao nhiêu đồng phân axit với ester. Lại tương tự này. Đồng phân axit sẽ có dạng là RCOH. Và ta biến đổi nó về dạng đó là C4H9COH. Và C4 có mấy nhỉ? 4 có 4, vậy là 4 đồng phân axit nhá. Tiếp tục này. Ester sẽ có dạng RCOOR phải. Và ở đây về đồng phân ester nhớ thầy một xíu thôi. Đó là R của chúng ta có khả năng bằng 0 đấy. Đúng không? Cái dạng HCOO là R là thầy đang xét là số nguyên tử carbon nên nó có khả năng bằng 0. Nên là vậy là ta cộng tổng nhá. Lại ta sẽ có R1 cộng R2 bằng 4. Vậy ta sẽ có các khả năng đó là 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2. Có 3 cộng 1 không? Có đấy em ạ. Bởi vì tại sao nhỉ? Thầy vừa ghi cho các em nhìn rồi đấy. RCOH là không có trục đối xứng. Thấy chưa? Không có trục đối xứng thì ta có quyền cộng ngược lại là bằng 3 cộng 1. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta lại quay trở lại bài đơn giản rồi. 1 có mấy? Có 1. 2 có mấy? 2 có 1. 3 có 2. 4 có 4. Được chưa? Dễ không? Mà không có mấy nhỉ? Nhiều bạn không có mấy thắc mắc, không có mấy. Không là không có carbon nào làm gì có chỗ để điền. Thế là không có không à? Không phải nha. Không thì có một cách chọn. Được chưa? Bởi vì chỉ có một cách chọn là không. Một cách chọn hydro thôi, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta làm quy tắc nhân thôi. Là ta chỉ việc lấy nhân các số cũ với nhau. 1 x 2 thì bằng 2, 1 x 1 thì bằng 1, 3 x 1 thì bằng 2 và 1 x 4 thì bằng 4. Và cộng tổng lại thì ta sẽ có là C5H10O2 sẽ có tổng cộng là
6 cộng với lại 1 là 7, 7 cộng 2 là 9 đồng phân este, cộng thêm 4 đồng phân axit nữa là sẽ có là 13 đồng phân có khả năng tác dụng với natri hydroxit. Được chưa? Phần này thì thầy nghĩ rằng là sau khi nghe giảng đến đây thì các bạn sẽ hiểu được phần nào. Và nếu mà có gì khúc mắc nữa thì các em có thể phản hồi lại ở trên website để thầy có thể đăng lên các cái video để giải đáp các thắc mắc cho các em. Rồi trân trọng cảm ơn các em. Hy vọng là nhận được các lời phản hồi tốt đẹp từ các em.